Là đầu tiên có nghĩ là mình sẽ bị out công ty hay mọi người? Cái nghĩ năng lực mình bị hạn hẹp lại rồi là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái làm YouTube nó không ra tiền. Đấy, cái gì mà làm không ra tiền một thời gian thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng là mình có nên làm nữa hay là không, hay là mình có nghĩ hay không. Mình chưa suy nghĩ xong là ở trên sẽ có những người nói thằng này có năng lực hay không, đúng không? Hiện tại thì Kiên có rất nhiều tin nhắn và rất nhiều bạn hỏi là lịch live của Kiên vào giờ nào và vào ngày nào. Ok, và bây giờ mọi người có thể nhìn bên phải màn hình đấy, Kiên live vào lúc 18 giờ hàng ngày ở trên Buja, vào lúc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Kiên sẽ nghỉ thứ năm nha mọi người. Và đặc biệt là ngày thứ ba và ngày thứ bảy, Kiên live là Kiên sẽ có tạo custom cho mọi người chơi phòng và nhận được kim cương. Một là những người mà đã giết Kiên nhận được kim cương, hoặc là ai sẽ được top 1 để được kim cương cho mọi người. Còn điều đặc biệt hơn nữa, bạn nào muốn lên kèo solo 11 chốt 7 không? Cứ comment ID vào đây, lên kèo gì chơi kèo đó. Kiên không ngán một ai, trùm qua sót thế giới mà. Hay nói giỡn vậy thôi chứ ai muốn solo hay là ai muốn bán tự chiến với Kiên, cứ comment ID vào lên chơi nhá. Và đặc biệt nhớ tại Buja về và chơi cùng Kiên đấy. ID HeavyGame74 luôn chào đón mọi người. Ok. Kim phải tư ở trong tâm trí của mọi người đó. Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình, và mình là Kim Bảy Tư. Lâu lắm rồi thì mọi người chưa thấy Kim lên clip ở trên YouTube, cũng khoảng hơn 3 tuần rồi Kim chưa ra clip. Thì ngày hôm nay Kim ngồi lại nói chuyện với mọi người thì Kim đã có mặt tại Heavy. Và bây giờ chính là ngày 0 giờ 01 phút ngày 14 tháng 2. Ấy, cũng là ngày Valentine rồi. Thì nhân dịp ngày này, Kim cũng chúc mọi người có một ngày bên người yêu, một lễ tình nhân thật là hạnh phúc. Kim cũng cầu mong là trời mưa thật là to. Nó nhầm vậy thôi. Thì cái nhà nào đó thì hết phòng. Đó thì thôi, giỡn cho vui thôi. Thì ai có tình yêu thì hãy hạnh phúc bên người mình yêu. Và đặc biệt đừng quên là tặng hoa cho bố mẹ mình nhé, và nói lời yêu thương tới bố mẹ mình, người đã nuôi nấng mình và dạy cho mình trưởng thành đến ngày hôm nay. Đó. What the hell? Thì có 3 lý do để Kiên làm clip này. Lý do đầu tiên thì mọi người hỏi Kiên với 3 câu hỏi rất là nhiều. Là Tết này anh Kiên đã có người yêu chưa, thì bao giờ anh Kiên cưới vợ? Thì 2022 này Kiên cái 2022 mà Tết Dương ấy mọi người, Kiên đi sinh nhật bạn, Kiên cầm bánh sinh nhật bạn là Kiên Chúc năm sau có người yêu. Kiên lỡ mồm nói như vậy. Thế là năm sau là phải 2023 cơ, năm nay vẫn chưa có mọi người ạ. Cái game của mình đâu rồi? Mình vẫn để vẫn ế ha, bỏ qua cái vấn đề ế hay không ế đi mọi người. Đấy, vấn đề này mới quan trọng này. Đó. Ê, Kiên thì hiện tại vẫn độc thân thôi. Nhưng mà biết đâu năm nay hay là vài tháng nữa, hay là một thời gian nào đó gần nhất, thì Kiên tìm hiểu được một ai đó hiểu Kiên, hoặc là Kiên hiểu người ta, là hợp nhau đi chơi sinh nhật bạn, sinh nhật rồi gặp một giới thiệu một bạn nào đó thì biết đâu đó. Thì năm nay Kiên cũng có thay đổi rất nhiều thứ. Cái đầu tiên là phong cách áo quần. Cái thứ hai là kiểu tóc, cũng như là về cách nói chuyện, cũng như là mình sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn để làm những content hay hơn gửi tới tất cả mọi người. Còn vấn đề thứ hai ấy, tại sao anh Kiên về quê anh Kiên lại không quay content vậy? Hay là tại sao anh Kiên về quê thì anh Kiên không làm vlog cho em xem, hay là không quay bán hoa cho anh Kiên cho tụi em xem? Lý do thứ nhất là năm nay về quê rất là gọi là dịch dã, khó, rất là đi ngoài. Kiên chỉ về bán hoa và người ta về khai báo xong rồi bán hoa rồi phụ ba mẹ, xong rồi buổi tối lại thì vẫn bán hoa làm nhiều thứ lắm. Với thêm là vẫn lâu lâu vẫn vẫn có thời gian để quay, nhưng mà cái thời gian quay đó là nó rất là ồn, nó bị là nói chung ở quê thì mọi người biết rồi, gà gáy chó sủa hay là nhiều cái lắm, Hợp lý. nói chung là khó để quay ấy, mọi người thì muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Kiên thì hơi có nhiều lý do thật đó, không phải là Kiên làm biếng. Vẫn có thời gian quay, năm ngoái Kiên vẫn có quay cho mọi người, nhưng năm nay Kiên thực sự xin lỗi tất cả mọi người, Kiên không quay cho mọi người được. Lý do thứ hai là đầu Kiên có nghĩ là mình sẽ bị out công ty hay mọi người. Đấy, cái vấn đề rất là buồn dành cho những bạn đang yêu quý Kiên.
Có những bạn fan rất là lâu rồi, bảo anh ký hợp đồng tiếp đi hay gì đó thì đó đấy. Lên mình cứ ngỡ là mình sẽ không vào lại, Tết này mình sẽ không vào lại đấy. Nhưng rồi đây thì khoan, nói trước niềm vui ha, nói trước niềm vui ha, bạn hợp đồng mới thì Kiên Kiên gửi lời đến tất cả các bạn fan và fan yêu thích Kiên cũng như là yêu thích Heavy, thì Kiên đã ký hợp đồng mới rồi đấy, và Kiên đang cầm lên tay cái hợp đồng của mình. Thì Kiên không đọc cho mọi người được, thì hợp đồng có thời hạn là kể từ ngày mùng 1 tháng 5 của Kiên 2020 ấy, Kiên đã ký ấy, thì bây giờ Kiên ký thêm có thời hạn thêm 1 đến 2 năm nữa. Thì điều đầu tiên thì Kiên cảm ơn công ty Heavy đã tin tưởng Kiên cũng như là ban lãnh đạo cũng như anh Sang hay là anh Hà Anh cũng như các anh chị quản lý ở trong công ty đã tin tưởng Kiên và vẫn giữ Kiên ở lại đây để Kiên có thể làm việc và tiếp tục với đam mê của mình và tiếp tục với công việc này và tiếp tục với công việc livestream này. Ở trên phương diện Kiên vẫn là người ở trong Hivee và Kiên vẫn ở Hivee ở đây đấy. Cái điều mà Kiên nghĩ nghĩ vì sao là Kiên out á, Kiên nghĩ năng lực mình bị hạn hẹp lại rồi là cái đầu tiên. Cái thứ hai là Kiên làm YouTube nó không ra tiền đấy. Cái gì mà làm không ra tiền một thời gian thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng là mình có nên làm nữa hay là không, hay là mình có nghĩ hay không. Mình chưa suy nghĩ xong là ở trên sẽ có những người nói thằng này có năng lực hay không, đúng không? Đó là Kiên tự suy nghĩ nhá, bản thân mình tự suy nghĩ tiêu cực như vậy luôn đấy. Ví dụ các bạn làm một quán cà phê, là một thợ may, hoặc là một chạy xe ôm, hoặc là một nghề gì các bạn có thể làm giống Kiên đấy, đã từng là một thợ may, Kiên làm rất là giỏi luôn, làm rất là giỏi luôn. Cho dù mình nghỉ một năm rồi mình quay lại vẫn được. Đấy, nhưng mà các bạn ví dụ thì các bạn làm lương 5 triệu mà các bạn làm tháng mà không có tiền đi, thì các bạn có muốn làm được không? Làm một tháng thì được, 2 tháng, 3 tháng. Kiên làm 6 7 tháng không ra lương ở trên YouTube, không ra tiền ở trên YouTube. Nên Kiên có một cái gọi là bị nản. Nhưng rồi Kiên có động lực từ công ty, động lực từ bản thân mình, động lực từ bố mẹ mình, động lực từ tất cả mọi người yêu quý Kiên Bảy Tư. Kiên cũng cảm ơn chân thành family Kiên Bảy Tư rất là nhiều, và cũng cảm ơn các lứa con luôn luôn ủng hộ Heavy đấy, cảm ơn rất rất nhiều lắm luôn. Thực sự thì đến ngày hôm nay thì ban lãnh đạo Kiên nói với ban lãnh đạo Heavy là mình có thể là bị đuối đó, mình bị đuối, mình đuối sức ấy đó, đuối bơi không đó. Xong thì bên là ban lãnh đạo Heavy cũng như anh Sang và tất cả mọi người quản lý ấy, và cấp trên á luôn luôn nói với Kiên rằng anh chị thấy em luôn luôn vẫn còn năng lực, luôn luôn còn nhiệt huyết với công việc này và em có thể phát triển tiếp với những cái gì mới mẻ hơn, và anh chị tin em có thể làm được trong năm này đấy. Thì mình nghe xong câu đó thì mình nói ủa tại sao bản thân mình suy nghĩ mình lại thất bại, tại sao mình không cố gắng làm lên, bao nhiêu người đang chờ mình, bao nhiêu người đang ủng hộ mình, tại sao mình lại bỏ cuộc đấy. Thì đến bây giờ thì tin vui cũng đến với tất cả những người yêu quý Kiên và yêu quý Ivy, thì Kiên vẫn luôn ở đây và nói với mọi người rằng Kiên sẽ đồng hành với mọi người trong năm kế tiếp, năm nữa và có thể năm sau nữa đó. Bạn hợp đồng bao nhiêu năm thì Kiên cũng không nói về sâu về hợp đồng, thì Kiên ký tiếp, Kiên ký tiếp thì Kiên gia hạn hợp đồng 1 năm 2 năm gì đó đấy. Thì hôm nay tới đây vừa đến Heavy thì hôm qua thì có test Covid đấy, nói thật là có test Covid. Thì trước ngày trong ngoài có một ai đã bị chắc, có ai đã bị mới ở chung phòng Kiên luôn, vừa kết F1 mọi người ạ. Thì sáng mai đi quay thì Kiên hình như có thể là 8 giờ sáng thì Kiên tự test trên phòng cho mọi người. Kiên có gọi là bên công ty có gọi là một người test nhân ấy, test test của PCR ấy, là test tại phòng Kiên luôn. Cầu mong là không bị để quay clip cho mọi người xem nhiều hơn. Đi, đến hiện tại Kiên vẫn còn tinh thần rất là vui vẻ và sảng khoái. Baby Satu du 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 Baby Satu du du du. Đấy, thì nhân vật mà đang có triệu chứng Covid ở, nói chung là vẫn ở ngoài luôn mọi người. Kiên tối giờ không dám ra phòng luôn, livestream xong Kiên vẫn ở trong phòng và Kiên ở đây nói chuyện với mọi người. Đấy, bây giờ Kiên sẽ quay một đoạn cho mọi người xem nhé. Đây. Đây, nói có sách thì mất có chứng mọi người. Thì đây, Kiên ở trong một căn phòng như này đó, thấy không? Kiên khóa cửa lại và đóng rạp lại hết cửa luôn. Đây, và thanh niên F0 ngoài này. Đấy, thanh niên F0 ngoài này này. Đấy, nằm ngoài này này. Khiêng ơi! Khiêng!
Ngủ hả? Đồng chí Khiêng Di, em không. Bây giờ ngồi nằm ngoài kia. Mà mình không dám ra phòng để tắm luôn mọi người. Đấy, thì mình vừa lên 2 ngày thôi. Nhưng bây giờ đồng chí cùng phòng với mình thì đang gọi là em không rồi. Bây giờ mình cũng không được ra khỏi phòng nữa. Thì mai thì do kiểu bị trễ ấy, mọi người, bị buổi đêm ấy, nên là người ta test buổi chiều xong rồi buổi đêm, nên là không thể diệt khuẩn hay là cái gì được. Thì sáng mai sẽ diệt khuẩn phòng, kiểu như xịt phòng hết luôn. Đấy, nên là mình phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình, để mai mình còn đi quay hoặc là mai mình còn phải test nữa. Nên là bây giờ mình vui lên baby. Sợ lắm mọi người. Mà hôm qua chọc mũi Kiên hai mũi này, hôm qua Kiên có chọc là test không dính mọi người, Kiên test không dính thì mũi bên này chảy máu luôn, mũi bên phải của Kiên á chảy máu luôn. Đấy, thì bây giờ Kiên sẽ nói tiếp vấn đề tiếp theo nhé. Ok, thì bây giờ Kiên sẽ đến với vấn đề thứ ba. À, thì mai thì công ty diệt khuẩn xong rồi nhá, mình mới được thoải mái và mình sẽ công bố kết quả của mình cho mọi người xem. Mong rằng là... Ôi trời ơi! Xin vĩnh biệt. Chết mẹ rồi. Cô đơn cũng được, cô gì cũng được, đừng Covid Kiên ơi. Toàn mẹ rồi. Thôi rồi, vấn đề thứ ba thì Kiên sẽ mong rằng mọi người sẽ ủng hộ với Chóc Kiên một phiên bản mới tại 2022 ở Heavy này, và cố gắng làm thật nhiều clip hay cho mọi người xem. Bản thân Kiên sẽ cố gắng làm tất cả những gì Kiên có, và tất cả những gì công ty đã tin tưởng mình, và tất cả những gì mà các anh chị đã giao và tin tưởng mình như thế nào, thì mình cố gắng hoàn thành và hoàn thiện. Như một cái chú rùa từng nói, đi đến đâu không quan trọng, đi nhanh bao nhiêu không quan trọng, quan trọng mình đi chậm hay là đi nhanh, hay là quan trọng mình phải bước lên từng ngày chứ không được dừng lại. Năm nay Kiên vẫn tươi tịnh lắm. Ôi sao đã hỏng của ta. Không gì, không sao. Nobody nobody but you. Đấy. Thì ok. Thì những vấn đề mà Kiên cũng đã nói ra rồi, đó là những câu hỏi quan trọng của bản thân Kiên, và những bạn thân Kiên và những người đang yêu quý Kiên luôn luôn biết đến. Hỏi anh Kiên có ký hợp đồng tiếp hay không. Thì bây giờ Kiên đã trả lời những câu hỏi cho rất dần tất cả mọi người rồi. Thì xin lỗi tất cả mọi người, Tết vừa rồi Kiên không rap, vì trong thời gian Kiên về quê, Kiên đã suy nghĩ mình có tiếp tục hay không rất nhiều cái, và Kiên rất là đau đầu vì sao Kiên không quay. Đó là vì cái lý do này nữa. Không phải là không quay là Kiên không làm nữa, là không quay đâu. Nhưng Kiên suy nghĩ là mình còn thực lực hay không, mình có nhiệt huyết nữa hay không, mình còn đam mê với nó nữa hay không. Đấy, ngành này ấy, đơn giản các bạn suy nghĩ là làm là có tiền, làm là có tiền, hay là chỉ cần có người xem là có tiền. Đúng, nhưng quan trọng là các bạn làm như thế nào. Đấy, Kiên cũng đã có khoảng thời gian Kiên kiếm tiền ở trên YouTube cũng khá khá, nhưng mà về khoảng thời gian sau thì Kiên bị chững lại và không kiếm được bao nhiêu cả, và không kiếm được luôn, thì Kiên cảm thấy hơi nản. Nhưng mà năm nay Kiên sẽ cố gắng vực dậy và cố gắng bản thân mình làm tốt nhất. Đấy, các bạn fan Kiên 74 ơi, các bạn lừa con ơi, hãy cùng Kiên trong năm 2022 phát triển lên nhá. Đúng. Và câu nói này Kiên cũng nói cho bản thân của mình nữa. Đấy, ok, thì bây giờ Kiên cũng xin chào và gặp lại. Chúc các bạn ngày Valentine thật là ý nghĩa nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye mọi người. Bye bye. Ơ kìa, chúng mình lại gặp nhau rồi. Các bạn nghĩ clip này là... vậy là chấm hết rồi đúng không? Không. Clip này vẫn còn, nếu như các bạn không ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo lên, mỗi khi ra video các bạn là người xem đầu tiên. Không thôi là Kiên ngồi đây và nói tiếp với mọi người. Không. Bye bye mọi người nhá. Team cho mọi người và Kiên nhá.